mà chuyển vai trò từ một biên kịch sang nhà sản xuất thì có rất là nhiều thứ phải lo. Biên kịch thì chỉ là suy nghĩ nội dung và viết phim ra thôi, còn nhà sản xuất thì phải giống như là không nào mình cũng phải hiểu, phải can thiệp vô, ngay cả chuyện như là xếp lịch cho diễn viên hay là đi mua đạo cụ, rất là nhiều thứ không thể nào kể hết ra được. Nhưng mà qua đó thì mình cảm thấy là mình càng yêu nghề hơn, thì vì mình được tham gia vào rất là nhiều khâu trong quá trình làm phim. Lần đầu tiên sản xuất một bộ phim thiếu nhi, nói chung là trong lòng thì cũng có rất là nhiều những cái tâm sự, tại vì do là mình đã gắn bó với thiếu nhi từ rất là lâu rồi, từ khi mà làm những tờ báo dành cho thiếu nhi, cho nên là rất là yêu trẻ con và muốn làm một cái bộ phim giống như là một bộ phim web drama đầu tiên dành cho thiếu nhi, nói về bốn bạn nhỏ trong phim là Tuấn Vinh, Phong Sơn, Cherry Thiên Kim và Justin. Thì nói chung là mình đều rất là yêu bốn bạn, tại vì lần đầu tiên đóng vai chính nhưng cả bốn đều rất là nỗ lực. Ở nhà thì bé nào cũng là giống như là bảo bối của gia đình, nhưng mà hai ngày quay phim là hai ngày gần như là phải lăn lộn ngoài đường rất là vất vả, nắng nô này kia, nhưng mà không có bé nào than. Cái mà mình nhớ nhất đó là khi mà quay xong á, cái ngày cuối cùng, khi mà quay cái cảnh cuối cùng xong thì mình có hỏi các bé là các con có mệt không, thì các bé đều nói là tụi con rất là mệt. Nhưng mà khi mình hỏi là các con muốn quay nữa không, thì các con đều nói là tụi con đều muốn là đóng bộ phim sau của cô.